Ok, đúng rồi, lần này đối thủ là Iceland, Euro 2002. Biến lạ đấy. Đây mình vẫn đánh chuẩn những nước khai cuộc, không cho đen nhiều lựa chọn. Đẩy tốt lên. Hết sức bình tĩnh. Rồi, mình lên tượng để kiểm soát ô ô đây. Lên mã. Nhập đi cho an toàn vậy. Đẩy tốt lên. Xe ra cột C đã. Rồi, chúng ta thấy là khai cuộc mình đang chưa mắc sai lầm nào. Đen thì vẫn đang chơi ở giữ ở thế phòng thủ. Bây giờ ăn sau đó lên tượng, mình lên trước đi, sau đây em vào xe, vào xe từ nhá, xem nào. Ăn đây hậu ăn sang sen lên tượng ăn tốt. Chơi đi. Sao phải xoắn. Rồi bây giờ đen ăn hậu và sẽ ăn nước blunder. Mình sẽ lấy tượng ăn tốt. Đuổi xe. Chạy xe thì ăn nút tốt này. Còn bây giờ con tốt này con gì sẽ bảo vệ đây? Lên tượng. À, từ nhá, mình ăn đây hậu ăn lên. Ăn đây thì hậu sẽ ăn vào tốt này, đuổi hậu. Ăn đây hậu ăn lên. Ăn đây tượng ăn, ăn xe ăn lên, tốt ăn lên. Vẫn phải chơi. Chơi đi. Chiếm cột mở đã, tính sau. Đẩy tốt lên. Cũng đẩy tốt lên đi. Cờ này lại cân rồi. Giờ mình còn nước hay đó là vào đây. Vào xe đấy á. Chơi đi. Hay sao? Không ăn nữa. Đây thì đen muốn đổi xe, chúng ta dễ thấy. Mình đang kém thời gian, có lẽ là mình sẽ phải đánh nhanh. Đẩy tốt lên.
Đi đâu đây em? Vào xe. Mã này chạy phát mình sẽ kiểm soát ngay ô D5. Đẩy tôi lên. Dí cái xuống cũng nguy hiểm lắm. Thôi hỏng rồi, kìa mình đẩy nước này trước thì hay hơn. Khó rồi. Vào đấy. Giữ rồi. Giời ơi. Thôi chơi tê sư thắng anh em ạ. Thật không thể tin nổi. Màn đấu căng thẳng quá. Vậy là mình đã được cộng 11 elo. Đối thủ 2240.